Bộ Y tế vừa phối hợp với các đơn vị chức năng dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Mặc dù đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp, nhưng dự thảo thông tư đã nhận dư luận trái chiều từ bạn đọc của báo Sài Gòn Giải Phóng. Các cơ sở khám chữa bệnh kỳ vọng sẽ tháo gỡ được khó khăn, còn bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, có thời gian điều trị lâu dài thì lo lắng. Về giá dành cho giường nội trú tại các phòng điều trị theo yêu cầu, chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế, dự thảo quy định đối với bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 có giá từ 1.300.000 đồng đến 3 triệu đồng một ngày. Các cơ sở y tế khác, trừ bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng một ngày. Các cơ sở y tế khác trừ bệnh viện đặc biệt hạng 1 tại các tỉnh còn lại từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng một ngày. Băn khoăn trước giá giường bệnh sẽ tăng, anh Nguyễn Hoài Ân, ngụ tỉnh Bến Tre, đang chăm sóc ba ruột nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh cảm thấy mức giá như trong dự thảo rất cao so với bình quân thu nhập. Đây là điều bất hợp lý bởi mức giá này tương đương với giá phòng khách sạn 4 sao, khó đáp ứng được khả năng chi trả của bệnh nhân, nhất là đối với bệnh nhân có thời gian lưu viện lâu ngày. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Long, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho rằng, dự thảo đưa ra rất nhiều mức giá giường dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân. Giường giá 3 triệu đồng là phòng tiêu chuẩn, có nơi cho gia đình sinh hoạt, cung cấp dịch vụ y tế 24/24, có người phục vụ, có ăn uống, nên không thể so giá phòng bệnh với khách sạn. Và các cơ sở y tế sẽ đầu tư tương xứng với từng mức thu. Về phía các bệnh viện, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho rằng, mức giá Bộ Y tế đưa ra là phù hợp. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ, việc xây dựng giá viện phí mới theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và có tích lũy để tái đầu tư là rất cần thiết. Còn theo bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, thực tế cho thấy quy định về giá thu viện phí đã được áp dụng nhiều năm, đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, để đảm bảo yếu tố vận hành bệnh viện trơn tru, thuận lợi, góp phần mang tới cho bệnh nhân những dịch vụ kỹ thuật có chất lượng, thì đa số các bệnh viện đều mong muốn được thu đúng, thu đủ.